Chào anh em thợ và các bạn nhé. Hôm nay lại gặp một vấn đề trên xe máy, đó là về vấn đề bên điện nha các bạn. Chiếc xe này nó bị cái bệnh là đạp thì gãy nhẹ cái lỗ, nhưng mà đề thì rất là dài, không nổ nha các bạn nhé. Đề thì rất là khó nổ, mà trong khi đó là bình ắc quy thay mới này, buji cũng mới, và quận nổ thì không bị chết. Lý do tại sao như vậy thì sau đây các bạn chú ý đón xem, mình sẽ chi tiết từng bước một cho các bạn dễ hiểu nhất nha các bạn nha. Thì đây là về cái phần bên lốc điện, mình tháo ra như này thì mình kiểm tra thì mình đã đo cái chỉ số đo cái quận nổ nha các bạn nhé. Lúc trước khi mình chưa tháo, trước khi tôi chưa tháo thì tôi cũng đã đo điện rồi. Các bạn, đây là mình giải thích cho các bạn cách làm cho nó nhanh các bạn nhé. Đo thì mình có đồng hồ, cái này nó dùng đến kỹ thuật, dùng đồng hồ thì cho nó dễ để biết được cái gì nó hỏng. Đây dây nửa mình, đây nó lối vào đây nha các bạn nhé, nối chính xác là dây nửa nối vào đây, nhưng mình tháo ra mình để mình đo điện, đo cái ôm của nó. Đo ôm thì nó phải dùng kỹ thuật rồi các bạn nhé. Đo ôm thì một cái đầu dương đồng hồ các bạn cắm đây và một đầu âm các bạn dí ra mắt nha, thì là biết được quận nổ sống hay là chết, hay là khỏe hay là yếu. Đấy, đây là cái quận nổ, cũng là cái quận nổ ở xe khác nhé các bạn nhé. Nhưng ở đây mình lắp thử vào đây mình đo, bởi vì mình lúc sáng mình thấy cái quận này nó khỏe hơn rồi, lắp vào đây thử nhưng vẫn không được, cho nên mình phải tháo ra như thế này. Đấy nhé các bạn nhé, các bạn để ý để xử lý cái bệnh như thế này cũng không khó, các bạn chú ý là các bạn tự làm tại nhà được các bạn nhé. Hiện tại bây giờ nắp tạm con này vào, nó khỏe hơn rồi. Nói chung là quận này thì nó chưa chết các bạn nhé. Để xem cái này có được hay không. Có xe thì được, nhưng có xe thì lại không được. Là phải chúng ta phải dùng cách khác, chỉnh cái ở vị trí khác. Vẫn trong khu vực này thôi. Thế thì đây, là mình nắp cái quận ở xe khác vào đây. Đấy, sau đó lắp vào để thử nha các bạn nha. Các bạn chờ một chút để mình nắp cái này vào, sau đó thì thử cho các bạn xem nó như thế nào đã. Bạn nào đang xem video mà chưa đăng ký kênh, các bạn vào đăng ký kênh các bạn nhé. Đăng ký kênh thì các bạn nhận được video sớm nhất và miễn phí cho các bạn. Nắp cái này thì nó dễ mà các bạn nhé, không khó. Chỉ là có ba con ốc này thôi. Một mình tôi, một tay tôi cũng làm được. Và các bạn để ý là các bạn xem video mà chưa hiểu ấy, các bạn cứ mạnh dạn bình luận bên dưới các bạn nhé, mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi thắc mắc một cách sớm nhất. Có rất nhiều bạn phàn nàn rằng là xem video không hiểu lắm, như bình luận bên dưới thì lại không có ai trả lời, cho nên là có rất nhiều cái các bạn
nghe không ra, rồi không biết đường hỏi ai, rồi muốn làm nhưng mà không biết đường thực hiện thế nào, chưa hiểu hẳn. Thì kênh của mình nói với các bạn là cứ thắc mắc là mình sẽ giải quyết cho các bạn nhá, các bạn yên tâm, chưa hiểu hẳn tôi sẽ trả lời thắc mắc cho các bạn, hiểu hẳn đi. Đây nha các bạn nhá, nắp xong hết rồi, trong này dễ thôi mà, trong này thì tháo nắp nó dễ các bạn nhá, không cần đề cập đến tháo nắp nhiều các bạn nhá. Khi mà chưa xong thì các bạn không nên bắt hết ốc vào làm gì, các bạn chỉ cần bắt hai con thôi nhá, để chúng ta còn thử. Đấy, sau đó các bạn bắt tạm hai con ốc này thôi để thử đã. Các bạn gá tạm hai con ốc này vào để cho nó cúp cái lốc vào cho nó khớp để các bạn đề lổ thử. Cầm cho em cái quy ra đây cái. Rồi, các bạn để ý này, đề nên xem nó bệnh tật ra làm sao các bạn nhé. Cái như vậy là phát ăn luôn nha các bạn nha. Quận nổ nó khỏe hơn nha các bạn nha, quận nổ khỏe hơn. Đây phát nổ luôn, tắt đi. Quận nổ nó khỏe hơn, đề phát thì nổ luôn, nó không dai đề nữa nha các bạn nha. Đó là một cái bệnh trên xe, đó là quận nổ yếu, đề dài khó nổ, nhưng đạp cái thì lại nổ ngay. Đấy, tiếp theo nữa, nếu như nó không nổ, nếu như nó vẫn dai thì làm thế nào? Đây tôi lại tháo ra cho các bạn xem. Nếu như nó dai thì chúng ta xử lý chỗ nào? Cái này là kỹ thuật không ai dạy các bạn đâu các bạn nha. Các bạn để ý đây này, nếu như mà vẫn dai đề, quận nổ khỏe hơn mà đề nó vẫn dai rằng dai khó chịu thì các bạn phải xử lý đến cái này các bạn nhá. Đây, quận nổ với quận đèn thì không liên quan nha các bạn nhá. Đây này, đây là con khiển hay gọi là cục từ hay tùy nơi gọi khác nhau, ở chúng tôi gọi là con khiển. Có hai con ốc vít đây nha các bạn nha, có hai con ốc vít đây, các bạn xoáy lới lỏng ra, sau đó các bạn cho nó lên một tí, cho nó vào lên một tí. Đây có chỗ đây, các bạn gậy nó lên một tí, gậy nó tiến vào khu vực này một tí nha, thì vô lăng nó chạy quanh đây không, thì các bạn tiến cái từ này vào một tí thôi nha, các bạn cứ tiến vào một tí rồi các bạn thử dần. Nếu tiến quá thì các bạn đạp thì nó cái ngạnh của vô lăng nó sẽ sát đây không được nha, các bạn chỉnh, các bạn phải để ý. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn là như vậy nhá, khẳng định chuẩn 100% luôn. Đấy là nới hai con vít ở con từ này ra, cho nó dịch vào một tí, đấy là ok nha các bạn nha. Như vậy
Như vậy là cái clip của mình xin kết thúc tại đây các bạn nhé. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được video miễn phí tiếp theo các bạn nhé.